Ồ, trời lạnh quá. Và mua tôi lại bài 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 Phenerin này, bộ Phenerin ngọt quá mạ này nó. Nè, police nè. Henry này nhá, ôi nhẹ cái nhẹ này. Dari oulu. Này đâu đặc vị cái này này giữa này này không bạn hem ta tụ con ăn lau cái tụ con cạnh mà xem mà sẽ bẹt mà tụ lau mấy tụ con mẹ ơi em tụ con mẹ này nó eo này tôi chuyện mẹ tôi chuyện mà sẽ bẹt mẹ cạnh mà sẽ bẹt quay cái tụ lau cái tụ ơi phineri bút này phineri hèm ấy nè được bạn bạn nó có nằm mà mẹ coi nè đỡ ăn đỡ tụ con ăn người quay Hello, chào các bạn nha. Hôm nay là trời rất là lạnh. Elizabeth thèm từng. Thôi, có thèm rồi. Thèm mắc lại. Đen này. Nhà bạn thành phố trung
trong thành phố Oulu. Giờ mùa dịch thì ra ngoài rất là trời rất là lạnh nên phải mặc áo ấm. Vào cái kia bác. Đây, vào cái trong Oulu. À, dạ. Ở nước ngoài này nên vẫn là xe đạp là món thể thao á. Tôi phải cho dành chỗ dành cho xe đạp. Admin. Hả? Mẹ có kia em mang cô hả? Biết rằng bà. Nè, bây giờ mẹ. Nè, nè. Nè, mình đã mời lại tầng năng này nè. Từng ra nè. Chưa, nó dâm dạ lại. Dưa với em dạ rồi. Ờ. Dạ 40% hem hem trong. Mà người ta chín eo thế ha. Wow, ok, cái bóc ra đây mà nha. Đi. Nè. Em đập tên. Nè, bình mông này. Giảm giá. Ừ. 400 thôi cái nào. Thế nè. Bạ tục lò bố hồ. Mà đi. Chưa tôi hóa luôn rồi. Ừ, bạ tục lò bố mà nha. Nè, hem trong. Ừ. Này mới hem luôn. Giảm thế này, đây một thề nó giảm dạ tổng hóa. Đây nè. Năm nay đón giao thừa ở Oulu cùng gia đình ma Elizabeth. Muộn đấy, ót tre như vậy nè. Rồi, giờ đi về rồi. Ê! Lẹ cái nhà sang ba nhé, nó bóc bánh tách bóng lại hả? Này, hẹp với vậy? Nè, cái hẹp với tôi, cái hẹp với nó. Mà hẹp chém vậy? Đây này, học mạc về cho cả nó Elram à. Mình sống ở Oulu, hôm nay được gia đình bạn dẫn đi chơi
giao thừa ở Oulu. Thì tôi này những bộ riêng lưu về này, tức nắp này, mình xem. Đây, hẹp mà tôi kìa. Ăn thang thịnh dưỡng.